Hai cho anh em vào xem lớp mình tập luyện 98 giúp các bạn trong video bài đang C74 khá ngon trong tầm giá dưới 1 triệu với võ sĩ mới luôn Nam Trần. Xem nào, mình nghi ngờ là ông chủ hàng này lấy về nhưng mà dùng không hợp, không thấy không hợp lý hay là nó không thay đổi được nhiều thứ hạng cho đấu trường người ta bán. Đây sẽ một món hời rất lớn cho bạn nào mua hàng này nhá, bởi vì giá của nó mình nhìn chung là thấy rất rẻ rồi. Chỉ với 900k thôi, chúng ta có một đội hình gồm 6 võ sĩ, trong đó đã có rất nhiều võ sĩ lục môn, bao gồm Ca Phẩy, Hotaru tứ môn, Saiki tam môn. Sau này thì các bạn sẽ không phải lo lắng duyên ngầm đâu nhá, trong này nó ghi rõ luôn là có thể bỏ qua duyên ngầm thông qua một vật phẩm. Các bạn nhìn thấy góc dưới cùng bên tay phải chính là cái viên đá bỏ qua môn. Có điều thì chưa có event để nó bán thôi, trong tương lai mình nghĩ là nó sẽ sớm bán thôi. Kunoban đã lục môn, đây là một lợi thế so với những người chơi không có Kunoban. Trang béo là một vị trí có chỉ số lực chiến khá thấp, do là mình chỉ 5 sao tam môn chưa nào đầy đủ, còn ghi thì tất nhiên còn chưa có bán môn, nên thành ra các bạn đòi nó mạnh ngay được theo mình đánh giá là hơi thiệt thòi cho ghi nhá. Chờ vòng 2 toàn vòng này lấy về cho nó đủ số thôi. Bộ hồ được 5 ở sơ 74 mà mình thấy rằng đã có bão tố 5 sao, nên mình cho rằng là chuẩn chỉ rồi. Đấy cũng là hồn lực 5 quan trọng nhất trong tất cả các loại hồn lực 5, kể cả hồn lực sói và cừu vừa ra mắt xong cũng không thể nào quan trọng bằng hồn lực 5 bão tố. Với tinh tú chúng ta có một viên tinh tú đỏ cho Ca Phẩy. Các bạn để ý rằng sao là viên số 1 đấy không có viên vàng rồi. Các bạn chơi thì nhớ là chăm chỉ của anh cái chế độ con đường tu luyện đấy để kiếm cho nó đồ nhá. Còn đây mình nghĩ thật ra là bạn ấy cũng chơi đầy đủ đấy, nhưng mà hên xui thôi đúng không, nó có tỷ lệ ra mà. Mình nghĩ là đợi sang tháng sau nữa nhá, thì gần như là full hết. Đây thì thêm một cái tinh tú đỏ nữa ở nhưng ở thành phần ăn lõi thành phần phát đấy, một viên lõi đỏ nữa này, ông này lắm lõi đỏ ghê, 3 viên lõi đỏ rồi, phần còn lại không quan trọng. Ghi đang hơi không được ưu tiên, lý do là nó vừa mới ra mắt hội kia lục môn hết cả rồi, trong khi đó thì Saiki mới chưa có vũ khí nên là, nhưng mà chỉ số lực chiến cũng là hơn 800k, chứng tỏ đồ các đồ khác của nó mình đánh giá là không tệ lắm đâu nhá, vẫn có cửa để thi đấu đấy. Rồi, theo mình thấy hô tô hàng trước thích hơn cá nhân mình nhá. Đây bạn ấy đang đưa cô nó băng hàng trước. Bộ run và này sở hữu 4 viên sói đỏ, 4 viên núi đỏ và thế thôi. Bây giờ viên sói đỏ số 6 hút máu kết hợp với phản đòn. Ok, à đây, còn đây là viên phản đòn kết hợp với xuyên đỡ đòn. Xuyên đỡ đòn thì được, còn phản đòn hơi hẹo. Rồi như vậy chúng ta có khoảng độ 10 viên run đòn với 2 bộ, một bộ công và bộ thủ, thế là hợp lý. Các bạn lưu ý, các bạn đang xem video bản đang ở xem 74 này, này còn một nguồn lực khổng lồ nữa ngoài những kim cương. Tháng này full quay kim cương full mèo các bạn nhé, đua ghi xong rồi thì nó tụt xuống còn 34k, đó là lên tới 1.400 mảnh vạn năng. Với số lượng mảnh vạn năng này ước chừng các bạn thoải mái nâng cấp đâu đó được 3 võ sĩ nâng lên tầng lục môn. Có điều trong team thì mình thấy rằng chỉ cần nâng mỗi và thay thằng trang béo này bằng một võ sĩ khác là được rồi, không cần quá nhiều. Team phản công là một team rất hay, bộ 3 võ sĩ phản công tính cái điểm này mình biết được đó là ở server quốc tế có thể xuất hiện nhá, vì nó sẽ không có hợp tác đâu, bao gồm là Hotaru, Vis, Nam Trần và một vị trí thay thế cho trang béo mình dự kiến sẽ là vị trí Semilon. Đấy thì các bạn có thể cân nhắc tới, bạn nào mà cân nhắc tới lấy lốt vị trí đấy là xong, còn lại thì chơi đồ thôi chứ không cần phải thay võ sĩ đâu. Ula Ca Phẩy vẫn còn ngon. Còn nếu như các bạn không thích Sumi Lôi có thể chuyển qua, tức là Sumi Lôi thì nó thiên hướng phòng thủ nhiều hơn là tấn công, còn đâu các bạn muốn tấn công thì các bạn lấy chít hỏa tùy thuộc vào phong cách chơi của các bạn. Hạng này thì cũng không phải một hạng có cái chỉ số uy lực quá cao nhưng mà nhìn chung cũng không thấp, nên là các bạn tùy biến đều được hết nhé. Hạc Trang làm tương đối chắc tốt trong khu vực bằng nhau hạ 4x, có tỷ lệ đánh lên 7x nhưng mà nó không cao, chủ yếu là 4x thôi. Nào chúng ta cùng quẩy đi xem cái tầm này nó như thế nào nhé. Rồi đấm nhau với ông Thát xe S74 đi hạ 7x, họ có combo Riêu Thiên Cẩu, Hotaru, Rock Rock hồi máu, Riêu Thiên Cẩu, Hotaru hồi máu phản kích, còn
hỗ trợ thêm cầu để phản đòn. Phe ta hơn Huy, các bạn để ý rằng Hotaru đối phương hàng trước mình đoán là có giới hạn sát thương thế nào, bao đấm như thế mà nó không biến hình. Đây là viện trợ Kula từ chân 14. Rồi, nhẽ ra Kula Băng phải là võ sĩ tu luyện kỹ trước tiên nhỉ? Đấy, thì Hotaru đối phương mình đảm bảo với các bạn sẽ không phản kích được. Nếu thua trận này mình sẽ đánh lại nhé. Thế như này là đang hơi chấp kèo này. Nhớ rằng rõ ràng mình có thể có một combo tốt hơn, nhưng bên mình cũng chưa làm được. Server 74 cũng là một server mà rất khó để sở hữu được bộ ba duyên ngầm Aquimshun, Magaki và Mukai. Nghĩa rằng rất khó để nâng cấp được lên ban môn cho võ sĩ, cho Saiki. Nên là các bạn thấy đa phần người ta sẽ không nâng đâu, người ta dùng cái kim cương mảnh vạn năng đấy, người ta dồn cho những con khác tốt hơn. Lấy ví dụ như Chi Thỏa, ví dụ anh em. Mình cho rằng đó là sự lựa chọn hợp lý. Rồi, lần này thì kích của băng không có tác dụng. 2,4 triệu sát thương mà bị phản đòn lần chết luôn. Một pha tự hủy tới từ Ghi Nam Trần. Nhìn chung thì Ghi Nam Trần chưa thể hiện được nhiều sức mạnh. Và bây giờ sẽ bị đánh chết luôn này. Đấy, có hồi sinh các bạn. Do ăn phản đòn từ phát trước, mây trồ dọc một phát về không máu luôn. Chứ nếu như mà không bị dính phản đòn thì kiểu gì Hotaru nó cũng sẽ hồi máu cho trước khi bị chết. Không sao, sau khi hồi sinh thì Ghi sẽ khỏe hơn nhiều. Rồi, trang béo sẽ ám mấy tầng liền do được cầm cái rune 6 núi. Vì cũng chưa mở server quá lâu nên thành ra là các bạn để ý là cái bộ rune 6 núi của nó ấy, nó không gọi là gì nhỉ? Được full vàng đâu. Sao bạn mua thì dần dần lên ám nó sẽ hiệu quả hơn. Đôi bạn có combo cẩu kết hợp với Hotaru quá hiệu quả. Mình nghĩ là bên phe ta sẽ thua. Vì cái combo của Feta phản kích là cái thằng Ri đang chấn ấy nó chưa thực hiện được. Thành ra là sẽ bị thua thiệt. Ca phải đấm vào dễ ăn tự hủy lắm. Sát thương ghê gớm nhất bên đối phương chắc chắn là Mây Trồ rồi, nhưng do nó bị khống chế nên thành ra Rogue sẽ là vị trí. Thật ra chả đáng là các bạn để ý Rogue nó đấm luôn, đấm là đã mau ấy, nhưng các bạn nhìn thấy lượng sát thương của nó là chẳng ăn thua gì cả, nói chung là chả giết được ai. Đấy chậm. Uống chén tình say. Đã, đau lắm các bạn. May vẫn bị ăn sát thương nam này. Ao thì hy sinh luôn. Ê, các bạn, combo đáng sợ thật. Thôi không 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 thắng ông này. Này có combo xịn xò hơn. Nói chung những ông nào mà chơi thiên cẩu ấy, từ trước ấy là rất là may. May một cái là được hưởng lợi từ cái việc là tự nhiên lại có con Hotaru nó ra rất là sớm. Bình thường là Hotaru nó ra muộn lắm, không hiểu rồi ra sớm lắm. Thôi không không đánh lên đâu.
mình đánh thêm nốt một trận cho nó đủ số để còn gọi là lấy một cái mảnh vạn năng. Với mảnh vạn năng trong này rẻ lắm, chỉ tầm 45 kim cương như nào ấy, một mảnh. Nếu các bạn ok nhá, thì thôi trong tim đợi tương lai. Thế thì mình có giá 900k. Thì bạn nào mặc liên hệ mình trong số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé.